không biết được cảm giác đó ra sao khi nhìn mây trôi lững lờ từng hơi thở xôn xao. Con tim này khao khát đập từng nhịp như nhạc, sẽ muốn được sải đôi cánh ở trên trời cao, phó mặc cho làn gió để linh hồn này bay xa, nhắm mắt tận hưởng và qua. Dẫu có biết gì không khi một con chim bay qua, đó là niềm kiêu hãnh, hoặc là rơi hoặc là bay xa. Quá điên khi sẽ tin vào điều đó, phó thác cuộc đời chỉ vào chiều gió. Lòng lung lay như chiếc lá lìa thân cây rơi xuống già, lòng tự tôn đã dở nát như con voi mất chiếc gà. Dâu ơi dâu nằm đó khi thân sẽ rơi, xấu hổ tủi nhục sẽ không trả lời. Cơn đau khắp thân xác như đê đầy đọa, thiên sứ rơi từ trên trời. Dẫu không được đứng, không được dừng, mình phải chạy, chạy một ngày nào đó, ngày đẹp trời mình cùng bay, bay, bay cao, 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 cao dưới là mặt đất, trên bầu trời muôn ngàn vì sao. Điều tay trông thấy anh sẽ đầy hy vọng một điều khát khao. Có phải là vì anh sẽ đã chứa đựng quá nhiều nỗi đau, nhưng anh sẽ hãy cứ yên tâm là dấu tay hiểu, dấu tay thấu. Vết thương cũng đã lành, giờ là lúc đốt chỉ vết khâu. Điều tay mong phép nhiệm màu cho những gì anh đã chiến đấu. Điều biết đây là định mệnh, duyên vẫn ghét ta lại với nhau. Dấu tay muốn một lần bay lên trời theo anh sẽ. Nơi đó có gì thú vị, anh sẽ hãy kể dấu nghe. Anh sẽ nhẹ nhàng đập cánh phóng lên thật là mạnh mẽ. Dấu thì thầm thỏ thẻ khúc hát này gửi anh nghe. Dấu yêu anh. Có thâm tâm nhìn sâu vào tiếng phân chân. Sẽ bật dấu đây. Sẽ thấy vậy dâu và sẽ cùng bay. Anh cho dâu đi theo với. Gió sẽ mạnh điều đó không hay hay là. Sao không? Dưới mặt đất sao hiểu trời mây. Nói đâu thì được chia sẻ thì người tỉnh mới hiểu người say. Em hãy bám cho thật chắc bởi trên kia đang gió mạnh. Nhấn nước vào lòng của anh khi bầu trời trở giá lạnh. Sẵn sàng chưa? Chơi đi anh, ok. Có khi trên cao, có khi dưới đất, có khi ta được và có khi ta mất. Mấy khi lời nhạc có lúc dở có lúc hay. Nói đâu không được chia sẻ sao người tỉnh hiểu được người say. Và có khi trên cao, có khi dưới đất, có khi ta được và có khi ta mất. Mấy khi là dẹp, có lúc dở, có lúc hay. Nơi đâu không được chia sẻ, sao người ta nếu được người say hả? Có khi trên cao, có khi dưới đất, có khi ta được và có khi ta mất. Mấy khi là nhạc, có lúc dở, có lúc hay. Nơi đâu không được chia sẻ, sao người ta nếu được người say. Chim sẻ, dâu tây, love you bro. Rồi quý vị, dâu tây và con chim của nó. Dê chắc và quá quý. Mời trái dâu hãy mang con chim đến đây để cùng chia sẻ mùa xuân với mọi người. Rồi hãy nắp vào lông của anh. Đúng rồi, hãy vào lòng chim và bay nào. Và thưa quý vị, đây những phần tử tuyệt vời đã tạo nên thành công trong một chương trình hot nhất năm nay thưa quý vị. Rap Việt. Wow, we. Dễ chót. Chosati. Remastic. Bé này là em tôi, Giang Châu Bùi. Và chị năm đó em tham gia ha. Lần năm sau mình làm DJ đi. Được, em sẽ về học nhé. Học liền nha cưng nha. Ok. Dễ chót. Anh thì em thấy là năm nay em rất là thành công ha. Sau khi mình trở thành một quán quân, em có một cái áp lực gì với cái giải thưởng cao nhất mà mình đã nhận được hay không? Quán quân Rap Việt nó đã giúp em có được cái bản lĩnh thức trong cái chiến thắng của mình. Cái này nó chỉ là một cái đánh dấu rằng cái nhân vật Dế Chắc này vừa hoàn thành một cái sứ mệnh thôi. Và cái sứ mệnh tiếp theo của em là cái gì thì quan trọng là cái bản lĩnh đó. Đúng, đừng ngủ quên trong chiến thắng. Dạ đúng rồi. Luôn luôn phải thức và chạy. Rồi. Yeah. Trước khi em làm một cái gì, sau khi em nhận giải, em cũng nghĩ lại về hình ảnh của mình. Mình có ý thức hơn về điều đó chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Trước đây em cũng nghĩ là ô, mình là một cậu bé đường phố tự do. Nhưng mà bây giờ em hiểu đúng hơn về cái sự tự do là nó phải có trật tự.
Tự do nó khác với mất trật tự đúng không? Yeah. Thì em nói được cái điều đó, anh rất là chúc mừng em vì em đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Giấy chắc của tôi ngày hôm nay ngồi đây rất là bản lĩnh và cực kỳ hiểu những gì mình đang làm. Nói về sư phụ của giấy chắc thì Wowy đã có một năm rất thành công. Như một người anh trong gia đình, một huấn luyện viên rất khôi hài và chuyên gia sáng tạo trong trang phục. Quý vị thấy hôm nay cái vòng đeo cổ cũng không vừa, cả một cái sợi dây xích xe đạp ở trong đó. Cuộc sống của mình đôi khi em nghĩ nó phải phong phú, em muốn trải nghiệm hết tất cả những cái điều mà em mong muốn. Đôi khi em cũng có suy nghĩ lỡ mình sai làm sao, nói cái điều đó, hoặc là lỡ mình mặc cái đó hay là mình làm cái này mọi người sẽ ghét mình hay sao, hay là mọi người không đồng tình với mình. Nhưng mà em nghĩ quan trọng là mình suy nghĩ về điều đó như thế nào, mình phải sống trọn vẹn cái giây phút đó. Cho nên là em luôn nhìn về một cái gọi là bản lĩnh dám làm khác, phá vỡ giới hạn, vượt qua lằn ranh, nhưng mà phải đúng luật. Đúng đừng qua lên mà sai luật. Và em set cho em một cái đường đi, hy vọng là trong cuộc sống của em ít ra em cũng dẫn đầu được cái số phận của mình. Ai cũng nói là số phận nó viết lên mình. Dạ không, chúng ta viết lên số phận. Nó có thể không được trọn vẹn nhưng phải theo cách mình mong muốn. Đó là lý do vì sao mà khi tất cả những con người hay ho này gặp nhau tại một giao điểm thì nơi đó là Rap Việt. Cô Quy nghĩ thế nào về cái đại gia đình của em trong Rap Việt, và đặc biệt là với cái cậu học trò, người bạn, anh em thân thiết giấy chất này? Tất cả các bạn đều là những người có bản lĩnh, và em rất là vui và hạnh phúc khi có thể sống cùng các bạn trong cái kỷ nguyên này. Cái lúc mà em còn trẻ đó, em theo dõi tất cả những người nghệ sĩ, đàn anh, đàn chị xuất hiện ở trên TV. Họ hoạt động một cách rất là tuyệt vời. Nó là một cái nguồn cảm hứng cho em. Và bây giờ em đang ở cái thế hệ tiếp theo, bắt đầu trên con đường đó. Và đối với em, cái cảm giác đó giống như là em sống trong cái giấc mộng của mình. Nó giống như là giấc mơ trở thành hiện thực vậy đó. Dạ, dạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Rõ ràng là Rap Việt đã tạo ra một gia đình cho tất cả anh em để có thể cảm nhận và thương yêu nhau nhiều hơn. Em mê rap chứ nhỉ? Em mê lắm ạ. Em có theo dõi Rap Việt không? Dạ chắc chắn là không thiếu tập nào ạ. Em mê rap hay là mê người làm rap? Em mê cả hai, tại vì cả hai đều phải kết hợp mà anh. À thế à? Dạ. Em mê cái nào nhiều hơn? Mê rap xong rồi mê cả người làm rap. Ok. Giữa hai cái người giám khảo thì em thích người nào hơn? Chết rồi. Này mới khó trả lời. Em chỉ có top 1 xong rồi top 2 là tất cả mọi người, chứ em không có top 3, top 4 nào. Không, em phải top lại thì em phải tuyệt chọn 1 trong 2. Tôi không thể mà có cái vụ mà bằng điểm đây được. Anh báo cho em biết trước là ngày hôm nay có người vì em là làm tóc mới đó. Bình thường cái đầu của người ta là theo xu hướng Achuma của Hàn Quốc, nhưng hôm nay người ta đã trở lại một người Việt, một chàng trai Việt thuần túy, là vì ngồi kế với một vẻ đẹp rất là bốc lửa như em. Thì anh đợi chờ câu trả lời của em. Cháy nhà anh ơi. Anh Ti bảo thế, cháy nhà anh ơi, không trả lời được câu này. Châu thích cả hai anh ạ. Ừ, ok. Đấy là đồ chắc chắn. Dạ. Ok. Nói ghẹo nhau vậy thôi chứ thực ra hai vị giám khảo này họ đều mang đến rất là nhiều những cái chia sẻ rất là giá trị trong chương trình. Cho anh hỏi Justati nè, trước khi Rap Việt là anh đã thích nhạc của em rồi, trong cái khoảng thời gian em phải làm nhạc melody không thiên về rap, em có cảm thấy là mình không sướng với bản thân hay không, hay thật sự cái đó là cũng là một cái em yêu thích? Giữa một cái không gian như này thì cái câu hỏi của anh Thành khá là ý nghĩa đối với cuộc đời em. Thực sự là trong một cái giới toàn rapper mà cái mối quan hệ mình cũng là toàn anh em trong giới này, mà một mình đi ra làm melody thì nó khá là lạc lõng, kiểu không có nhiều người như mình ấy, cho nên là mình không biết chia sẻ này, hỏi hay là xin ý kiến ai những cái khoảng thời gian như thế. Khi mà em làm melody thì em mới thỏa mãn được cái mood trong con người em lúc đấy. Bẵng đi khoảng bao nhiêu năm đấy thì đến ngày hôm nay em mới được mọi người công nhận cái điều đấy. Nhưng mà thật sự vô tình là trong cái khoảng thời gian mà em làm cái điều đó đó, nó lại cho em một cái nguồn cảm hứng mới trong âm nhạc, cho nên cái điều đó nó bổ trợ cho cả cái kỹ thuật rap trong em. Cho nên anh thấy là em là một cái người có rap và ra một cái trường phái rất là Justati. Em có nghĩ đó là một cái may mắn của bản thân mình không? Nếu mà nhìn cái quãng thời gian mà em vật lộn với nó ấy, thì chắc là anh cũng sẽ không nghĩ là ông trời sắp đặt cho mình cái số phận như vậy. Mà thực sự là để có được cái sự nhìn nhận ngày hôm nay về Justati thì những cái quãng thời gian em trải qua và kiên định giữ lấy nó, phải nắm chọn và phải đi đến tận bây giờ, chỉ có một mình em mới có thể nhìn thấy cái con đường đấy thôi. Và bất cứ ai mà theo rap cũng sẽ có một cái câu chuyện như thế, đều có một cái sự kiên định và có một cái sự nỗ lực nhất định để có được ngày hôm nay. Mà khi mà anh em ngồi lại trong cái bàn tròn ngày hôm nay và với một chương trình Rap Việt như thế,
có những cái nỗi niềm mà nó không những chỉ là câu chuyện được kể ra cho thỏa mãn sự tò mò, mà nó còn là cái nguồn động lực, còn là cảm hứng cho rất nhiều người. Người ta không từ bỏ giấc mơ, cảm thấy có niềm tin hơn cho cái việc viển vông mà người ta đang theo đuổi. Cũng như là Rhymastic, ngoài là một rapper thì produce âm nhạc là cái khả năng của em trước đó, hay là tôi phải làm cái này để tăng thêm thu nhập, để mưu sinh, để cuộc sống tôi tốt đẹp, rồi sau đó tôi sẽ tiếp tục cái giấc mơ với rap của mình. Khi mà em bắt đầu bước chân vào thế giới rap, em đã xác định sẵn cho mình là chắc chắn đây là con đường mà mình cần phải theo đuổi đến cùng. Con đường làm producer thì nó lại đến sau một thời gian mà em theo đuổi rap, mà em nhận thấy là mình không thể nào cứ rap trên những cái con beat sẵn có được. Nó sẽ không thể nào đủ để mà mình có thể chinh phục được những cái dấu mốc cao hơn. Và điều mình cần làm là hoàn thiện được cái vấn đề đấy của mình. Nên là em đã quyết định rẽ tạm một hướng sang nghiên cứu thêm về producer. Sau khi mà mình có được gọi là cứng cáp một chút về cái kỹ năng ở phần đó, em học được của cái này một chút, em lại mang sang bên kia một chút. Và cứ thế qua đi qua lại dần dần thì đạt được những kỹ năng dấu mốc mà em cần thiết để em có thể tự tin theo đuổi được cái bộ môn này đến cùng. Người ta đặt ra một câu hỏi là giờ tôi muốn làm một bài ballad, tôi tìm đến nhà sản xuất âm nhạc Rhymastic thì liệu nó có hiệu quả không? Hay là anh ta chỉ làm những con beat dành cho những cái loại nhạc tiết tấu? Trong xuyên suốt sự nghiệp rap của em ấy, thì em rap tầm khoảng 5-6 năm, cũng chỉ kiếm được một khoảng danh tiếng bằng 1 phần 10 so với một bài ballad đầu tiên mà em ra đời. Thưa quý vị, thật sự phải nói là Rap Việt đã tạo nên một cơn sóng khủng khiếp, và phải cảm ơn tất cả những con người ngồi đây. Nhờ sự tuyệt vời của các bạn mà đã tạo nên một kỷ nguyên mới cho nhạc rap của Việt Nam. Họ được công nhận một cách chính thống, thưa quý vị. Không biết là các anh ở đây sẽ tiên đoán là nhạc rap trong những năm tiếp theo thì sẽ như thế nào ạ? Nhạc rap thì không phải là đến bây giờ nó mới được công nhận, mà nó được công nhận từ rất lâu rồi. Chúng ta là một thế hệ kế thừa lại tất cả những cái tinh hoa của những người đi trước. May mắn là đến thời điểm này của chúng ta đã có được một cái sự thành công vô cùng rực rỡ. Chắc chắn là chúng ta đã có đủ điều kiện để mà viết hai chữ Việt rap lên trên bản đồ của thế giới. Yeah. Please. Có một cái điều rất là hay là sau khi mà em tham gia cái chương trình Rap Việt xong thì về những người bạn cũng như là những người anh em của em cũng rất là háo hức. Và em tin là chương trình Rap Việt sẽ là một cột mốc để cộng đồng rap khai sừng bứt phá và tạo ra được nhiều điều đặc biệt hơn nữa trong năm 2021. Bây giờ mình giới trẻ mình dùng từ rap nha, chứ xưa ông bà mình rap rồi đó. Hồi xưa là nghe vẻ nghe ve đó là rap đó đúng không? Cũng là chơi trên văn thơ, chơi nhịp điệu, chơi trên chữ nha. Nghe vẻ nghe ve, nghe vẻ 21. Ok, vâng thưa quý vị, và rõ ràng là chúng tôi là những lớp thế hệ kế thừa, là new generation. Chúng tôi chỉ làm tiếp những gì đã thật sự hay ho mà ông cha đã để lại. Sẵn ở đây thì để coi là không biết là các bạn ai là fan của Rap Việt nhờ? Còn lại là fan của Siêu Trí Tuệ. Vâng. Ở đây tôi thấy là có anh Tú. Anh Tú là một cái bạn ca sĩ mà thưa quý vị lâu lâu là cùng với lại DJ Mie đứng ở trên nóc nhà đó, thành thử ra mình nhiều khi mình không thấy. Chứ bạn cũng là vocal cho rất nhiều bài thi trong Rap Việt, cũng rất thành công. Cho anh Tú một tràng vỗ tay được không ạ? Rất là đẹp trai nha. Em cho anh hỏi là Rap Việt nó đã mang đến những điều gì cho em? Đầu tiên thì em nghĩ là tham gia giúp tất cả các bạn thôi. Nếu mà các bạn cần thì mình sẽ giúp. Nhưng mà không ngờ là sau Rap Việt em cũng hot luôn. Em đi show mà em đi show triền miên luôn đấy ạ. Nhiều người gọi show toàn gọi là... Có vẻ không thích đi show hả? Em có chứ. Nhưng mà các bạn kêu là cần phải có thêm cả G-Ducky, Tờ Linh hay một số bạn nữa có được không? Thì phải book show, phải book cho G-Ducky, Tờ Linh chứ đúng không anh? Book phải book đôi chứ. Đó, đơn giản như vậy thôi. Và em cảm thấy là cực kỳ hạnh phúc khi mà mình đã được tham gia Rap Việt. Anh nghĩ là cái điều em nói rất là hay vừa rồi ấy, là xuất phát từ cái sự giúp đỡ là chị đến đó để enjoy, giúp cho các bạn. Mình làm mà mình không nghĩ đến cái quyền lợi trước thì ông trời sẽ trả lại cho mình nhiều hơn như thế nhá. Cảm ơn em đã tham gia với Rap Việt. Hey, Thành ơi, cho em xin phép. Sao cưng? Dạ, bác tài. Dạ. Em thật sự muốn tới và ôm anh Tú, bởi vì như mọi người cũng đã biết thì trong chương trình Rap Việt vừa qua, đó là một cái trang rất mới của em.
là lần đầu tiên G-Ducky, một cậu rapper underground, được bước ra ánh sáng. Cái bài hát đầu tiên gây dấu ấn và tạo dựng được sự yêu thương đến tất cả mọi người của em là bài hát Đôi Mắt. Thật sự khi mà được về nhà xem lại thì em mới cảm thấy được là hôm đấy cái năng lượng mà cả em và anh Tú cùng dành vào trong bài hát nó tuyệt vời như thế nào. Và đó là cái thành công mà chắc chắn là sau này em sẽ luôn luôn nhớ mãi. Cảm ơn anh Tú rất là nhiều. Cảm ơn G-Ducky. Ôm cái. Tại nhờ G-Ducky lại ôm tôi mới thấy nó bự gấp đôi anh Tú chứ. Vâng thưa quý vị, và đó là những thành viên của Rap Việt. Đây là win win win, vừa mang đến giá trị cho cả nghệ sĩ, cho cả nhà tổ chức, người tổ chức chương trình đó, cho cả khán giả luôn. Những người được tận hưởng cái điều đó họ cũng cảm thấy enjoy. Ba bên đều có lợi. Và thưa quý vị, rất nhiều những hợp đồng quảng cáo, những show diễn đã được kéo theo sau đó. Vâng. Và tôi vẫn chưa có thêm show nào. Vâng. Đó là mối quan hệ cộng sinh. Nhưng vâng, ba bên được hưởng, MC không có gì. Vì vậy, hãy chúc mừng cho một mùa giải thật thành công. Nâng ly lên, chúc mừng cho sự bứt phá thành công của cộng đồng Rap Việt. Cũng nâng cao lên, thưa quý vị. Everybody stand up please. Vì Rap Việt, vì một năm thành công. Và đón chào một năm mới thật thành công nữa, thưa quý vị. 1, 2, 3. Thăng xuân bứt phá. Độc quyền trên Vion thường như cuốn, phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, 3, 4 hàng tuần.